Học sinh ở trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh được tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, như thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt đám cháy do rò rỉ khí ga, thoát nạn trong môi trường nhiều khói, thực hành thao tác với vòi lăng chữa cháy, thực hành phun nước tiêu điểm, kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn cứu hộ. Dù còn luống cuống nhưng các hoạt động trải nghiệm thực hành cứu nạn cứu hộ khiến nhiều học sinh thích thú và tham gia tích cực. Thực sự kiến thức này rất là bổ ích và có ý nghĩa đối với bản thân em và đối với toàn xã hội, bởi vì em có thể giúp đỡ người khác khi gặp hỏa hoạn, đám cháy và đặc biệt là có thể cứu lấy bản thân của em. Trường học là nơi tập trung số lượng lớn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cũng như cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ tài liệu tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Chính vì vậy, công tác phòng chống cháy nổ tại trường học cần được đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Là một đơn vị trường học, chúng tôi ý thức được cái tác hại của việc chúng ta không nhận thức đúng về phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ. Bằng chứng là gần đây chúng ta thấy rất nhiều cái vụ cháy và nhiều cái tai nạn rất đáng tiếc đã xảy ra, gây thiệt hại rất lớn về tài sản và đặc biệt là con người. Nếu như chúng ta có được những kỹ năng phòng tránh tốt thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái tác hại của các cái hỏa hoạn hoặc là cả cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Trong mọi công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì công tác toàn dân là công tác đầu tiên. Phải mọi cái đều phải bắt nguồn từ dân mà ra hết. Thì cái tuyên truyền cho cái lực lượng người dân và học sinh trên địa bàn của huyện Vĩnh Linh là một trong những cái nhiệm vụ và những cái yêu cầu cấp thiết để mà càng ngày kỹ năng kỹ xảo của giáo viên, học sinh và mọi người dân được thuần thục hơn để giúp giảm tối đa những cái thiệt hại cho cháy gây ra. Cháy nổ luôn là mối nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân. Sau một số vụ cháy gây thiệt hại lớn trong toàn quốc, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, ưu tiên các tiết học ngoại khóa nhằm tăng cường tuyên truyền, trang bị thêm cho học sinh của mình các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn khi gặp sự cố hỏa hoạn.